Xin chào cô chú anh chị. Một mảnh đất với tổng diện tích là 4 héc rưỡi ở xã Đắc Nia, thành phố Giang Nghĩa, nhưng chỉ có giá là 1 tỷ 2 thôi. Thì xin mời cô chú anh chị mình cùng em khám phá lô đất này. Thì trên màn hình thì cô chú anh chị mình có thể thấy cái phần cao su nhé. Đất thì trồng đông đặc cao su rồi. Và xung quanh là có suối lớn chảy quanh. Suối lớn chảy quanh, không bao giờ hết nước nha cả nhà. Địa hình đất thì nó phía trên tương đối là dốc, còn phía dưới thì nó thoải thoải. Đó, đường thì đã xung quanh đất của mình rồi. Cách đường bê tông chỉ tầm 300m thôi. Cách đường bê tông 300m, đường bê tông lớn nhé, bê tông tầm 4m nha cả nhà. Từ vị trí đất của chúng ta ra đến trung tâm trường chợ, trường học, rồi khu buôn bán nằm tầm 4 km, trong vòng bán kính 4 km thôi. Ở khu vực này thì nó hơi thưa dân một xíu, cách khu đông dân cư tầm 2 km nha cả nhà. Hiện tại đất thì đã có 3 xào sổ rồi, và cái phần còn lại thì bà chủ sẽ đưa địa chính vào và ký tên giấy tờ đầy đủ để cho mọi người cùng đi làm sổ nhé. Mọi người tự đi làm sổ nha cả nhà. Đó, em bà chủ bán buông vậy thôi. Rồi cái phần còn lại thì sẽ đầy đủ giấy tờ để cho mọi người làm sổ. Đây chính là con đường bê tông này. Đó, đường bê tông thì khá là rộng. Cái đường vào đất của mình thì nó hơi xấu nha. Hiện tại thì ô tô chưa vào được tận nơi. Đó, đường vào đất thì xấu, cách tầm 300m thôi. Đó, cái đường đất tầm 300m thôi. Trên đất chưa có nhà, chưa có điện, nhưng cũng chỉ cách đường điện tầm 300m thôi, chỗ đường bê tông nha cả nhà. Đây chính là cái hình đất đấy. Đó, rất là gần với mặt đường bê tông và nó xung quanh là ôm suối. Và đây là cao su nha cả nhà. Đây là cao su. Cao su thì rất là xấu. Chúng là bà chủ không chăm sóc được cho nên là nhìn cao su cũng xấu, từ cạo cho đến lấy để cỏ cũng khá là nhiều nha cả nhà. Trên đây nó bằng bằng, sau đó nó dốc mạnh xuống suối nha. Nó dốc xuống suối. Đây như cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy được này. Đó, phía trên bằng bằng này. Rồi cái đoạn phía dưới thì nó đoạn phía suối thì nó dốc xuống này. Đó, tương đối là dốc nha cả nhà. Và đây cũng là tất cả những thông tin em muốn trao đổi cùng toàn thể cô chú anh chị. Nếu như cô chú anh chị mình quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp cho em. Và nếu như cô chú anh chị mình thấy những thông tin em trao đổi hữu ích thì rất là mong cô chú anh chị sẽ cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, để em có thêm động lực ra thêm nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Bây giờ thì em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo.